Thưa quý vị, năm 2023 là năm bản lề, đánh dấu nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố, trong đó phát triển kinh tế biển gắn với tái cơ cấu thủy sản bền vững là một trong những chủ trương được thành phố quan tâm, chú trọng. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp đã được triển khai ngay từ đầu năm nhằm đưa ngành thủy sản Đà Nẵng có bước phục hồi và chuyển biến tích cực. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, hiện nay Đà Nẵng có hơn 1.200 tàu khai thác hải sản. Cơ cấu tàu thuyền và nghề khai thác tại thành phố đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm mạnh các nghề khai thác cấm hủy diệt nguồn lợi thủy sản như lưới kéo đôi, lưới kéo đơn, tăng các nghề khai thác vùng khơi có hiệu quả kinh tế và không gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Năm 2023 cũng sẽ là năm thành phố tiếp tục đẩy mạnh, ra soát lại các chính sách phát triển nghề cá phù hợp với thực tiễn và bối cảnh mới. Trong năm 2023 chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, trong đó là chúng ta sẽ thực hiện tốt cái chính sách nghề cá của Trung ương và địa phương, rà soát lại các chính sách của địa phương để mà điều chỉnh phù hợp với thực tế. Và đồng thời chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban thành phố, trình Hội đồng thành phố thông qua một cái nghị quyết để hỗ trợ cho ngư dân có tàu cá mà bị thiệt hại do thiên tai trên biển. Cùng với đó, Đà Nẵng tiếp tục phát triển các tổ đội đoàn kết khai thác trên biển, vừa hình thành mạng lưới nghề cá bền vững, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Theo số liệu thống kê, toàn thành phố có 94 tổ đoàn kết với 680 tàu cá tham gia, trong đó có tới 97,8% tàu cá khai thác vùng khơi. Rút kinh nghiệm trong thời gian vừa qua, thì các tổ đội này đã tham gia hỗ trợ tương tác với nhau trong cái việc đánh bắt thủy sản cũng như tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo rất tốt. Chính vì vậy mà chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình này ra để bà con ngư dân mới tạo điều kiện vươn khơi bám biển, sản xuất và yên tâm dài ngày hơn. Tập trung nguồn lực tháo gỡ thẻ vàng EC đối với thủy sản Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Đà Nẵng cùng với các địa phương khác trong cả nước đã và đang nỗ lực kiểm soát lại hoạt động nghề cá. Nhiều giải pháp quyết liệt đã được triển khai ngay từ đầu năm. Chúng tôi sẽ tập trung mọi nguồn lực để mà giải quyết cái vấn đề IUU. Thì trong vấn đề IUU thì trong năm nay thì đoàn thanh tra EC sẽ đến kiểm tra ở Việt Nam lần thứ tư. Thì để làm tốt việc này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái năng lực hoạt động của văn phòng để kiểm soát nghề cá. Chúng tôi cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra cái tình hình thực hiện cái IUU tại các địa phương. Rồi một cái nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để mà ngư dân của thành phố Đà Nẵng là không vi phạm các vùng biển nước ngoài. Chiến lược phát triển thủy sản của Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt 3-4% một năm, tổng sản lượng thủy sản toàn thành phố đạt 38.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm 3-5%. Sản lượng khai thác thủy sản chiếm 95-97%, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 250 triệu đô la Mỹ. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong năm 2023 sẽ là tiền đề quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu này.